Kính thưa họ nhà gái, cháu Ngôn bên phía trai chúng tôi và cháu Thi bên phía thằng gái của quý vị, hồi xưa là bạn học, và hai đứa nó cũng quen biết nhau và nó cũng tìm hiểu nhau thời gian dài. Bây giờ là mong muốn của hai cháu là đã tiến tới hôn nhân, kết nghĩa vợ chồng. Thì bên đàn trai chúng tôi cũng có số trang sức, bộ trang sức để tặng cho cô dâu, và tiền mặt là 500 triệu đồng. Cô dâu bây giờ chính thức ngày hôm nay thì kêu cha mẹ chồng bằng bố mẹ, chứ không còn bác nữa mà giờ là bố mẹ. Đại diện nhà trai cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến họ nhà gái, buổi tiếp chúng tôi rất là chu đáo, rất là vui vẻ, rất là nồng hậu, để tạo được một cái đám hỏi, cái đám đính hôn của hai cháu rất là trang trọng và ấm áp. Rồi hẹn đám cưới hai họ mình sẽ gặp lại và sau đó gặp dài dài hết. What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, it's up to you.